Đây là vịt đầu đàn. Vịt này là con vịt nó. Nay nó quýnh lộn, nó giành ba vịt mái. Quýnh qua chị quýnh đây là màn đánh lộn giữa hai vịt xiêm nghe các trời ơi, đánh lộn sắp dài nửa tiếng mò rồi, cái con cái vịt già này nó đánh không lại nè, rồi nó chạy rồi, nó chạy rồi đó, nó chạy mà vịt kia hung dữ quá, quýnh quá trời quýnh này. Vịt vịt bự hung dữ quá vậy, vịt của mình không á hả? Nó giành lộn rồi, lên bờ nó mới sống rồi. Nó giết con kia luôn đó. Ý, ở đây có trứng vịt nè, cho lên bờ nó mới sống được, lên bờ. Không dữ lắm bạn, vịt già nó bị con vịt tơ nó quýnh nãy giờ sức đầu mẹ chán rồi. Vậy thì của ai chạy? Của mình nó vậy mà. Hai con uống mấy tiếng hồ rồi. Không chết đâu. Nó uống nó giành đầu đàn đó. Này lụm vô. Quá trời mà. Hai vịt chấm nó uống giành đầu đàn các bạn. Xong rồi, cản được rồi. Vịt kia nó bự hơn mà, vịt già này giờ yếu rồi.